Hello Wings, ngày hôm nay Wings sẽ thực hiện lại kiểu makeup của Lisa Blackpink mà Wings đã lấy cảm hứng từ sự kiện Fashion Week mà Lisa đã tham dự mới đây. Mời cả nhà cùng xem video tutorial lần này nhé. Cho phần nền hoàn hảo thì Wings sẽ sử dụng Peach Cover Velvet Cushion này của Black Root. Sopa, kênh phân phối chính thức của Black Root này đã đổi tên thành Fee Store rồi đó. Cho nên là em cushion này đang được bán trên website của Fee Store với giá là 640.000 và đang có chương trình giảm giá chỉ còn 416.000 từ ngày 1 đến 20 tháng 10. Cushion có dạng compact vỏ cam nhỏ gọn với bông mút dạng giọt nước giúp tán phấn đều ngay cả những vùng da ngóc ngách như khóe mũi, cánh mũi hay bầu mắt. Được sản xuất với hai tone màu base neutral có ngã hồng, ngã xám hay vàng mà sẽ thay đổi theo độ pH và sắc tố da của bạn giúp tệp màu da hoàn hảo. Em này có finish là semi matte, khô ráo, bền màu nhưng vẫn có độ bóng nhẹ tự nhiên. À mà cushion này có chứa chiết xuất đào thật nên sẽ giúp cấp ẩm, làm sáng và bảo vệ da cũng như là chỉ số chống nắng SPF 50 cộng nữa đó. Sau đó, Nguyên sẽ che khuyết điểm trên da mặt bằng kem che khuyết điểm của Luna, đồng thời highlight sống mũi với concealer sáng màu này luôn. Để tạo hình cho mũi hơi hao hao Lisa thì Nguyên sẽ sử dụng bronzer và shade kỹ một chút ở phần cánh mũi, cũng như shade cho sống mũi to ra một tí để nhìn giống cô nàng Lisa của chúng ta. Kế đến thì làm ấm khuôn mặt bằng bronzer luôn, vì tí nữa sẽ có thêm tóc giả nên là Nguyên chỉ cần tạo khối sơ sơ thôi. Chọn một màu phấn má nâu cam để kiểu makeup nhìn tay hơn nha. Sau đó thì phủ phấn lì cho toàn khuôn mặt nè. Như Nguyên đã nói thì tí nữa tại vì mình có tóc giả nên là phần chân mày Nguyên chỉ sẽ kẻ theo đường chân mày tự nhiên của Nguyên là màu nâu đậu phộng và sau đó chải thêm gel lên thôi. Phim phần mắt mí trên bằng gel liner của MAC để mắt nhìn sâu hơn nè. Hôm nay Nguyên sẽ mix hai màu nâu và xám đậm trong bảng mắt Semi Sweet Chocolate Bar và tán nhẹ phần liner ra. Để mắt có tí hiệu ứng khói, Nguyên sẽ đổi sang một cây cọ blending đầu nhỏ và sử dụng màu Truffle để blend đều trên bầu mí mắt. Lần này thì Nguyên sẽ lấy một cây cọ tán đầu dẹp cùng với một màu Peanut Butter. Nguyên sẽ tán nhẹ các màu lại với nhau để màu mắt được blend đều và tự nhiên hơn. Sử dụng các màu tương tự cho phần mí bên dưới luôn nha. Còn bây giờ thì Nguyên sẽ lấy một cây cọ kẻ mắt nước của K Palette và sẽ viền lại phần eyeliner để đường Nguyên trông sắc sảo và thanh hơn. Cũng với màu gel hồi nãy mình xài của MAC nè, Nguyên sẽ viền vào phần khóe mí trong để mắt nhìn sâu và hút. Mở rộng phần mắt trong bằng cây chì mắt highlight này của Charlotte Tilbury nha. Bây giờ thì thực hiện tương tự các thao tác trên với mắt bên kia nè. Nguyên dán từng cọng mi giả cho tự nhiên và chút mascara sau đó để liên kết lại phần mi giả và thật với nhau. Nguyên xài riêng một cây mascara chuyên làm dài mi cho phần mi bên dưới. Một mẹo để mi không bị vón cục là Nguyên sẽ đốt một cây quang cá viên chiên, sau đó là trải nhẹ lên phần mi đã chút mascara. Tuy nhiên là Nguyên không khuyến khích các em dưới 18 tuổi thực hiện động tác này đâu. Nguyên viền môi trước bằng một cây lip liner có màu đỏ cam của MAC để có shape môi na ná Lisa nè. Kế đến, apply một lớp kem son lì của Peri Pera vào phần lòng môi và tán nhẹ ra bằng bông tăm. Sau đó thì top off với một thỏi son dưỡng ẩm của Panila Co. Xong rồi, bây giờ thì đeo lens xám tay vào thôi. Bây giờ thì mọi người cho Nguyên xin ý kiến là Nguyên để mái nhìn có hợp không? Nguyên có nên cắt mái không ta? Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng kiểu makeup lần này nha. Cảm ơn các Wings thân thương của Nguyên đã xem hết video lần này và hẹn gặp lại trong video sau.
Bye bye.